Manchester City có ảnh hưởng ngược dòng ấn tượng trước Arsenal. Man City đang có chuỗi 10 trận toàn thắng, nhưng Arsenal cũng chuẩn bị tốt cho trận đại chiến bằng một phong độ tương đối ấn tượng. Với những quân bài tốt của cả hai đội, màn so kè trên sân Emirates thực sự hấp dẫn. Bất ngờ ở hiệp đầu tiên khi Arsenal chứ không phải Man City mới là đội chơi tốt hơn. Dù huấn luyện viên Mikel Arteta không thể hiện diện vì mắc COVID-19 nhưng dấu ấn của huấn luyện viên này trong cuộc đấu trí với ông thầy đồng hương Pep Guardiola vẫn là rất lớn. Sau nhiều nỗ lực thì đến phút 31, Bukayo Saka chớp thời cơ sau đường kiến tạo của Tierney để giúp pháo thủ vượt lên. Khoảng thời gian trước và sau đó, Arsenal vẫn là đội chơi nổi bật hơn. Nếu cú đá ở phút 39 hay 43 của Gabriel Martinelli đi chính xác hơn thì đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã có thể kết thúc hiệp đầu tiên với hai bàn dẫn trước. Dẫu sao tỷ số 1-0 cũng là thành công lớn của đội bóng Bắc London. Nhiều khán giả đã hy vọng Arsenal sẽ ngắt mạch thắng của Manchester City. Khả năng đó càng trở nên cao hơn khi đội chủ nhà tạo ra một thế trận ngang ngửa và có bàn thắng mở tỷ số do công của Saka ở phút 31. Thế nhưng bản lĩnh của nhà vô địch đã được Manchester City thể hiện trong hiệp 2. Dù không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đội khách vẫn có được hai bàn thắng được ghi bởi Riyad Mahrez và Rodri. Lội ngược dòng thắng Arsenal 2-1, Man City tạo ra khoảng cách 11 điểm trong cuộc đua vô địch trước khi Liverpool và Chelsea có trận đại chiến ở vòng đấu này. Cũng ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 2 để mang về thắng lợi cho câu lạc bộ là Davinson Sanchez. Anh ghi bàn phút 90+6 giúp Tottenham giành chiến thắng tối thiểu trên sân Watford.